mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Con cá ngát. Tôi sinh năm 1982. Ngay từ thời bé tí, tôi rất có hứng thú đối với Phật Pháp. Mười mấy tuổi thì bắt đầu tiếp xúc Phật giáo. Lúc xem Lục Tổ Đàn Kinh thấy dễ hiểu, đối với kinh văn rất ưa thích. Nhưng bản thân nghiệp chướng còn sâu nặng nên tôi chưa thực sự tu trì. Bởi dù có xem sách, kinh, tôi chỉ hiểu cạn cợt bên ngoài. Mãi đến năm 2009, tôi có duyên lành gặp Thầy Tịnh Không, nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, và cánh cửa lớn về con đường sinh mệnh mới bỗng đại khai trước mắt tôi. Lúc đó tôi tập tu niệm Phật, nhưng phát tâm chưa đủ mạnh, trì niệm không liên tục và hay gián đoạn, tâm tiến thủ không tăng. Mãi đến sau khi trải qua kinh nghiệm báo ứng rồi, tôi mới thực sự thay đổi trên đường tu. Mùa đông năm 2009, tôi theo chú đến Thẩm Quyến tạm trú. Chú rất ưa câu cá. Một chiều nọ, chú câu trong hồ được con cá ngát nặng 8 kg. Đem về nhà, tôi hớn hở ra tay giết nó. Thật xấu hổ vì tôi quá ngu si. Khi tôi đập đầu nó liên tục 7-8 cái, nó giãy giụa rất dữ. Lúc đó trong lòng tôi niệm sân bừng bừng khởi, muốn trừng trị nó cho hả giận, nên thẳng tay xuống đao. 3 ngày sau, tối đó tôi nằm ngủ, đang mơ màng thì bỗng cảm giác như có một đôi tay to lớn không ngừng đấm nện véo ngắt tôi, còn dùng thân thể quái dị cực nặng của nó đè lên tôi. Trong lòng tôi rất sợ nhưng không biết làm sao. Tôi vội niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Tôi niệm mãi không dám nghĩ gì khác. Khoảng 10 phút trôi qua thì thấy bên ngoài cửa sổ phía trước tôi xuất hiện ánh bạch quang. Dần sáng này không chói mắt, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Lòng trở nên an tĩnh và tự dung Đức Phật hiện ra, trang nghiêm vô tả. Trước Phật còn hiện ra một ao nước, bên trong có rất nhiều hoa sen mỹ lệ vô cùng. Ngay giây phút đó, tất cả hoảng sợ trong lòng tôi đều tan biến. Trải qua kinh nghiệm này rồi, tôi hiểu rõ nhân quả có thực không dối. Nếu không nhờ Phật Bồ Tát cứu, ác tôi đã gặp rắc rối lớn. Thế là tôi dũng mãnh sám hối, hành vi sát sinh, tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh bị mình giết. Qua kinh nghiệm này, tôi tin Phật Bồ Tát luôn ở bên chúng ta, lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp. Chỉ cần ta nhất tâm tu hành, niệm danh Ngài miên mật thì cảm ứng sẽ phát sinh, sẽ được quy lực của Ngài gia trì che chở. Kể từ đó, tôi phát khởi tín tâm kiên cố đối với Phật Pháp. Lý năng.